Ok, Trung Kênh xin chào tất cả các anh em đã có mặt tại Trung Kênh Mobile để có thể xem video này anh em nhé. Xem nào, hôm nay mình sẽ chơi con gì được đây? Hôm nay là Trung Kênh sẽ chơi con gì được đây? Thiếu vị trí gì thì mình sẽ đi vị trí đó thôi. Ok, cho các bạn biết tiếng trước. Ở đây có TMQ Gaming này. Ok, thiếu mỗi vị trí rừng anh em ạ. Bài này kêu mình phải chơi Hattori rồi. Không, Trung kê không chơi Hattori nữa. Đấy, có thể là các bạn S3 sẽ cũ rồi. Rồi rồi ông ơi, ông ơi là ông ơi, ông đừng, bạn ơi, bạn S3 ơi, bạn đừng chơi mình thế. Ôi giời, hột quá anh ạ, hột quá, pick luôn Dracula tại mình cảm thấy mình thuận tay con này mà. Hột quá, pick luôn. Ông đổi như kiểu gió đấy, ông cứ đầu tiên ông đánh tank đi SP các thứ xong bây giờ ông lại tranh rừng của tôi. Ông tên mà quy gaming này. Hestia họ mạng kém lắm, mong là vào cái bạn AFK quánh nó dễ, nó sau sau bạn vào cũng được bạn ạ. Chứ team họ là mình nhìn thấy là cũng không phải dạng vừa đâu, khi mà góp mặt toàn những con thích khách có tên có tuổi rồi, chung là đầy đủ cả rồi. Rồi team mình thì lại thấy sai sai chỗ nào rồi. Khét à, con mèo à, con mèo ra đây. À, có đánh nhau, có đánh nhau, có thằng chuẩn bị chết. Phớt blood cho Takiko. Có lùi không? Thế bây giờ là có lùi không đây? Takiko vào rừng mà chơi bạn chỉ kém thế. Ông đánh thì chết tôi, ông cầm bằng rừng, ông tranh hết đường này đường kia của tôi này. Chán không như. Anh em lưu ý cái trường hợp này, né né nó ra nhá. Trường hợp này sẽ không được rồi. Rồi rồi rồi. Không may Takiko đã phải nằm xuống. Hai thằng không có đam đập trụ. Bao giờ xong với trụ. Ở mid đang có giao tranh. Mất trụ rồi. Làm sao? Làm sao? Vào đây chơi bạn này. Bạn chơi với tôi là bạn. Ui giời ơi, hình như là mình là sai phải. Hestia. Hestia. Này thì Hestia. Chạy đâu hết nắng em ơi. Hai thằng à? Hai thằng à, hợp lý. Double kill chung ok này. Takiko quá mạnh. Hay, hợp lý đấy. Cũng hợp lý đấy. Ôi trời, Takeko lại nằm phát nữa do trụ. Có vẻ bạn mạnh quá nhưng bạn hơi chủ quan. Úi giời, làm sao mà trúng được? Làm sao mà trúng được? Úi giời, ôi trời, chết rồi, thằng này thì phải cẩn thận. Chưa có anti anh em ơi.
Cái ba thằng đang đuổi mình mất. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Úi giời. Chung ok, không ngờ là các bạn ấy không ở lại trên top mà vẫn cứ đuổi tiếp. Đuổi dài quá. Chung ok, cầm Dracula thì khá là tự tin. Lên này, lên này. Ui giời ơi, pick nó lên đi đâu rồi? Ô. Ping nó lên nó chưa kịp làm cái gì anh em ạ. Nó không nỡ để lại một cái lốc luôn. Xong nó hẹo luôn. Mình tưởng nó khỏe thế nào chứ, thế này thì chết rồi. Ôi về đường, về đường. Tôi cứ tưởng nó khỏe thế nào chứ. Chui sừ trong rừng mà farm đi, cứ lông ba lông bông bên ngoài. Xong rồi chết. Đánh mạng ta cái cổ là chán quá. Thế này mà cũng đòi ghi minh. Đánh cá nhân quá. Không không tính đồng đội. Một vị tướng mới. Ok 32. Mình đang lo các bạn ấy thôi, còn những cái bạn khác thì thực sự trong kia không lo lắm. Ấy. Ui giời. Cứ tưởng hai con này nó bắt vớ vẩn nó chạy được. Thằng kia nó úp sọt nó hấp diêm thế. Ui giời. Cây đây quá đẹp luôn ba bà. Một cây đây quá đẹp. Liệu chiều nay đề có đổ 33 không anh em? Vớ vẩn, đề đổ 33 thì các bạn lại quay ra ủng hộ chung ok, bảo lần sau sẽ xin số tiếp thì chết. Đấy là đang chém vậy rồi anh em. Nhưng mà phải nói là cái cây đây của mình đẹp thật. Tactical có bắt được thằng AD đó không đây? Tôi nói thật chứ ông mà không bắt được thằng AD này đúng là. Ui giời mà không bắt được thật anh em ạ. Ui giời thôi 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 chịu rồi. Tactical này kém kém thì thôi rồi luôn. Anh vậy ai chơi? Anh vậy ai chơi không? Anh vậy ai chơi lại ông ơi? Không bắt được ai cả, AD không bắt được. Vậy mày đặt thích khách đi rừng vào tranh đường của mình chứ, tranh hết đường này đường kia chứ, tranh từ lúc pick luôn chứ, cày không chết tôi không chứ. Đúng rồi. Úi giời. Chuẩn bị giao tranh, chuẩn bị giao tranh. Đến chịu mấy ông thần. Úi giời. Nói đến chịu mấy ông thần thôi. Ui ui đau 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 đau. Đau vãi trời. Nhưng mà nhìn chung thì nãy giờ chung ok thể hiện không không phải là tồi đúng không anh em? Nếu mà anh em thấy ổn áp thì có thể cho chung ok một cái bình luận coi như là động viên mình để mình tập trung hơn, ra những cái video chất lượng hơn gửi tặng anh em nha. Ui giời. Bẫy bẫy lại ăn bẫy rồi. Sợ thật tim họ bẫy như kiểu mèo vồ ấy.
như kiểu mèo vờn chuột ấy, hai team 17-7, 17-17. Team mình có hơn tí để trụ thôi. Úi giời, đúng là mèo vờn chuột thật rồi. 5 thằng đi một chỗ thật rồi. Đây rồi, mình lên top solo thằng này chắc chắn là không ăn mới là lạ chứ. Akula solo 1-1 không phải dạng vừa đâu. Bảo solo 1-1 ăn thừa luôn, không cần phải giúp. Odin này xuống mà đép. Đấy lại gọi người lên. Két à, két máu giấy à. Két linh hoạt. À, biến thành mèo à? Ui giời, tôi chết rồi rồi. Không anti không dám vào anh em ạ. 5 giây nữa vào là được này. Ui giời, cả thằng AD đây nữa rồi. Bọn này chơi theo chiến thuật đúng là mèo vần chuột luôn ấy. Chiến thuật đội các bạn đánh hay thế. Công nhận là chơi nó có chiến thuật nó vẫn khác. Đúng rồi. Chết luôn nhỉ. Tôi chết tôi rồi. Hết chiêu. Ui trời ơi, lại còn trượt nữa. Thằng két nó nhanh lắm, nhảy như chim ấy. Cây 82. Đúng là tướng mới thì lúc nào cũng khỏe. Thằng này là chuyên fit à? Thanh niên chuyên fit cây 68 3.400 vàng, không thèm đi farm. Rất là ổn áp. XP không phải vàng, mình xin lỗi. Bạn đánh thế thì đúng gọi là ối rồi ôi rồi. Mèo vô trượt rồi em ơi. Lên đi tìm đâu rồi. Tôi nói thật là tôi không hiểu được các ông vừa làm gì nữa cơ. Tôi không hiểu đồng đội của tôi làm gì trong cái tình huống vừa rồi mình vào mình quay bốn thằng như thế, không một thằng nào vào, cứ đứng ngoài thôi. Odin cứ đứng ngoài ở vị trí này. Sao team đánh dã man thế nhở. Ui, Medusa khỏe không kìa. Ăn luôn két. Solo 1-1 thắng két. Hơn nghìn vàng này chả thắng. Hơn nghìn vàng. Hơn nghìn XP nhầm lại nhầm đấy. Nhưng mà đồng đội tôi chơi ẩu quá, ông nhìn thấy không? Ẩu, cái hay 456, cái hay của mình luôn đẹp. Nó phải thế. Rồi. Đánh em ơi. Chết luôn đi. Chết ngay và luôn như cả con này nữa. Chạy đâu hết nắng. Ui. Có vẻ là chung ok đang hơi ảo tưởng sức mạnh một chút. Khi mà không qua đi đánh vào đánh như xịn này, như mình khỏe lắm ấy. À, chung ok chỉ cắn được có hai phát hồi máu thôi, không có nhiều. Thôi rồi, chung ok sẽ rút kinh nghiệm. Trời ơi. Medusa hay phết này, được bạn Medusa của cải. Xuống hỗ trợ Medusa này sẽ là một cái lựa chọn hợp lý này. Bắt rồi, Medusa bị bắt rồi. Medusa vẫn là Medusa với những cái tình huống quá tuyệt vời. Phần còn lại để chung kê lo được rồi. À, kẹp.
Làm sao cào cấu ui giời, nó hiểu kiểu gì, tí nữa mình hẹo két quả lên cũng nhát đấy, thì không là mình cũng hẹo đấy. Được rồi, đồng đội đang lên top rồi, mình tranh thủ mình xuống bốt, mình đẩy cái trụ lấy cái lợi thế trước đã, phải có lợi thế đã thì mình đánh được. Game này một con game chiến thuật hẳn hoi luôn, chứ không phải là cứ lao đầu đánh nhau nó sẽ thắng đâu, sẽ giành thắng lợi. Ui 6-6 à, nói cái trận này cây đây ở chung ok, đẹp cái lim ra đẹp quá, đẹp quá. Hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Đúng rồi, hết combo rồi. Né được hết rồi. Chết. Anh em thấy cái tác dụng của cái tăng việc anh em mang tăng tốc chưa? Thằng này mình sẵn sàng vào mình ăn khi ai con két, két này không ăn được. Ui giời ơi, ngáo quá. May của Medusa nó xả anti ra vừa kịp thời. Đằng kia đóng băng. Một két sốc combo ghê với trưởng, nó đúng là tướng mới cũng khác. Sợ thật. Cây của bạn ấy không phải là một cái cây tồi. Em thấy không? Mình chỉ đẩy cao lên cái bốt lên một cái. Vừa trường hợp vừa rồi là team mình đang bị đẩy, đang bị đẩy vào, nhưng mình chỉ cần đẩy cao cái top bốt lên một cái, các bạn phải tự động lui về. Chứ sao cứ anh em phải lao đầu đánh nhau nhỉ? Nhiều khi là mình không thể hiểu được anh em nghĩ gì cơ. Không nhất thiết thì cứ phải đánh nhau. Cắn con này hồi máu này đấy, mỗi lần đánh cắn đánh thường cái anh em sẽ được hồi máu, hồi một lượng máu nhỏ thôi, nhưng mà nhiều lần như thế thì anh em đẩy cây đấy. Hay lắm, anti mình ghê luôn chứ. Giờ thì đẩy thẳng mid thôi, lo ngại gì nữa đâu. Ui cái anti của con kia là chắc chắn trúng, một khi nó dùng là chắc chắn trúng này. Hét tia đơ này mình biết ngay từ đầu mà mong bạn này đơ mãi. Thôi trận này win rồi, trận này thì kể có két thì cũng không đỡ được rồi. Anti ở con cưỡi ngựa ở cưỡi nai này là không né được, mà nó rất là trâu luôn, anh em để ý nó nhá. Không dám bằng trụ đâu. Ui giời, ui giời, ông làm trò gì đấy giời ơi, mình lại ảo tưởng sức mạnh rồi. Đấy, chơi không quen nó thế anh em ạ. Chơi thích khách là quả đấy chắc chắn sẽ bắt con kia. Với hai cái tốc độ mà ra đòn của Hattori thì đúng là các bạn ấy đỡ làm sao được, không thể đỡ được. Con mèo này sao hình như nó đi được qua tường, thấy nó biến hình, nó động địa đứng ở bờ tường anh ạ. Các bạn ấy thích chơi, các bạn ấy thích chơi đẩy trụ với chung ok, thì chung ok sẽ chiều các bạn ấy. Rút lui AD ơi, AD rút lui em ơi. Đấy bạn kia đánh tốt phết này. Thôi, riêng con này thì thôi. Con này nó bắn đến nỗi bắn chí mạng đến nỗi không thể đỡ được, cũng ghê đấy. 10 cây đây 193 common. Tên con này là common, mình sẽ
mình chưa test, mình cảm thấy khá là thú vị. Bắn đau vẫy trường nào mà không né tay nào, không tay nào né được đấy. Ta cái cô phải thế chứ, ta cái cô phải thế chứ. Đánh nó em ơi, ta cái đồ có đồ phát khác ngay. Úi trời ơi, chém tim bạn gọi này. Đánh tiếp em ơi, chờ nó bay về lốc cả gió đánh tiếp này. Ta cái cô đánh phải thế chứ. Liên tiếp là những cái tình huống ép trụ từ hai team, nhưng mà hiện giờ thì chưa team nào thành công là lấy cái trụ đầu của trụ đầu cả. Mình sẽ cố gắng đây đẩy cao hai đường lên, có cơ hội là mình sẽ lấy đường. Ui Medusa để nhà rồi kìa, hay quá Medusa ơi. Đấy, cần những cái tình huống như vậy. Mình cần những cái tình huống, những người chơi như vậy. Có vẻ là team chung ok về cuối game đang khỏe hơn rất nhiều team của bạn các bạn ấy. Các bạn ấy thì ui, cứ tưởng bắn mình. Thì bạn ấy kể là có tướng mới hay là có ADG làm sao. Bùm, chết ngay chứ. Tuổi gì không có một cái tuổi gì cả, ba đường rồi chắc chắn nó sẽ win. Con này mình ghét này, nãy giờ ghét quá. Ui đánh trụ ấy nữa. Ủa đấy, nó phải thế chứ, trước khi chết thì cũng phải đánh được cái trụ. Ok, một video khá là hấp dẫn, khá là chất lượng mà chung ok gửi tặng anh em. Thì nếu mà em quan tâm thì có thể cho chung ok xin lượt like, subscribe nhé. Nhấn chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất mà chung ok ra ngày. Ồ, chung ok MVP luôn này anh em ơi. Ok, một video khá là ổn. Ok.